Thanh Hằng hờ hững sau đám cưới, không gọi Trần Nhật Minh là chồng, không thiết tha tuần trăng mật. Siêu mẫu Thanh Hằng có những chia sẻ với truyền thông sau đám cưới. Quay trở lại công việc, không thiết tha gì tuần trăng mật, thậm chí nhạc trưởng Trần Nhật Minh cô cũng không quen gọi là chồng. Khi được hỏi lý do, chân dài liền có đáp trả gây ngỡ ngàng. Những ngày qua, cái tên của nữ siêu mẫu Thanh Hằng cùng ông xã Trần Nhật Minh có thể nói là đề tài đang được toàn cõi mạng vô cùng quan tâm và bàn tán. Công khai yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân trong sự bất ngờ của toàn thể người hâm mộ. Bởi từ trước giờ, chị Đại luôn là người kín tiếng. Tuy nhiên, sau đám cưới trong mơ, thì người hâm mộ cũng đồng loạt gửi những lời chúc phúc, mừng rỡ cho sự thành đôi của cặp uyên ương. Mới đây, Thanh Hằng cho biết cô rất yêu công việc và khán giả nên đã ngay lập tức quay trở lại với sàn diễn sau đám cưới. Nhiều người cho rằng cô cần nghỉ ngơi, tạm gác lại công việc, nhưng Thanh Hằng nói quan niệm của cô và chồng khác mọi người. Cụ thể, tối 8 tháng 11, Thanh Hằng xuất hiện với vai trò vedette tại show diễn Mơ Màn của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2023 tại Hà Nội. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của cô kể từ sau đám cưới với nhạc trưởng Trần Nhật Minh hôm 22 tháng 10. Chia sẻ với Tiền Phong sau show diễn, Thanh Hằng cho biết cô rất yêu công việc và khán giả nên đã ngay lập tức quay trở lại với sàn diễn. Nhiều người cho rằng sau đám cưới cần nghỉ ngơi, tạm gác lại công việc, nhưng Thanh Hằng nói quan niệm của cô và chồng khác mọi người. Thanh Hằng cho biết thêm, thời điểm cuối năm cô nhiều show hơn và có kế hoạch mới về phim ảnh vào đầu năm tới. Khi được hỏi, hai vợ chồng đã đi trăng mật sau đám cưới hay chưa, người đẹp nói, trăng mật là kéo dài từ nay đến suốt đời, chứ không phải quy định rằng cứ sau đám cưới mới là trăng mật. Tôi cho rằng, dù đi đâu mà cứ ở bên nhau là tuần trăng mật rồi. Ra Hà Nội diễn lần này, Thanh Hằng được chồng tháp tùng, người đẹp ngại ngùng chia sẻ, thực sự tôi vẫn chưa quen gọi anh ấy là chồng, lúc yêu nhau thì tôi vẫn hay gọi bằng anh, nhưng giờ thì đã thành chồng mình rồi. Về chuyện có con, Thanh Hằng nói cô muốn thuận theo tự nhiên. Chuyện con cái là phải thuận theo tự nhiên khi mình đã cảm thấy chín chắn và có sự chuẩn bị cho tương lai. Bên cạnh đó, hiện tại có nhiều phương pháp khoa học và hiệu quả, mình sẽ chủ động được nhiều thứ, cô nói. Quay trở lại sàn diễn, Thanh Hằng cho biết cô gầy đi, hiện tại nặng 48kg, vòng eo 58cm. Sau khi trình diễn, cô có hơi chóng mặt, tụt huyết áp nhưng đã nhanh chóng ăn uống để trở lại trạng thái bình thường. Tôi quá yêu công việc, sàn diễn nên quên đi mệt mỏi, cô nói. Cô cũng chia sẻ thêm về sự cố bị trúng thực ngay trước đám cưới. Trước hôm cưới, tôi đi ăn tôm nướng và không may bị trúng thực. Khi đó, tôi lo lắng mình sẽ phải vào viện truyền nước và không biết ngày hôm sau có xuất hiện ở đám cưới được hay không. Nhưng may mắn mọi việc đã diễn ra suôn sẻ, Thanh Hằng cho biết. Trần Nhật Minh sinh năm 1981, hơn Thanh Hằng 2 tuổi, là người sáng lập dàn nhạc Sài Gòn Pops Orchestra và hiện công tác và chỉ huy dàn nhạc tại nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh. Siêu mẫu được bạn trai cầu hôn hồi tháng 8, thời điểm đó cô gây chú ý khi đăng tải hình ảnh đeo nhẫn kim cương ở ngón áp út cùng chia sẻ. Trong trường hợp này, người ta hay nói đồng ý. Nói về chồng, Thanh Hằng từng bày tỏ, 5 năm cô đơn, 5 năm độc thân và bây giờ Hằng nghĩ là mình tìm được một người phù hợp, tin tưởng được. Trong đám cưới, Nhật Minh cũng chia sẻ, đã đứng trên rất nhiều sân khấu, nhưng quả thật hôm nay rất run. Lúc nãy MC có nói lần đầu mình vừa hát vừa đệm đàn thế này, nhưng chắc không còn lần nào nữa đâu. Có lẽ mình sẽ quay về sở trường của mình. Tất cả những gì mình muốn nói vợ đã nói hết rồi, nên chắc có lẽ giờ mình chỉ muốn cảm ơn các anh các chị. Tuy mới gia nhập hội thôi, nhưng mọi người đã bầu tôi làm hội trưởng rồi. Đó là hội những người rất thích nghe vợ nói.